Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình đánh giá các dòng sản phẩm công nghệ mỗi ngày của kênh công nghệ TND. Rất nhiều anh em đang tìm mua những chiếc máy khoảng tầm 10 đến 12 triệu và yêu cầu đầu tiên của anh em đó là viền màn hình mỏng, có một cái thiết kế đời mới và thời lượng pin dùng khoảng 4-5 tiếng. Thưa anh em, là trong cái tầm tiền này để tìm những chiếc máy này, nói thẳng ra anh em là khó. Bởi vì những chiếc máy mới với viền màn hình mỏng thì thường nó được ra mắt là 2017 và 2018. Thậm chí là những cái model mới mà 2019 bây giờ ra mắt, giá máy của nó ít nhất cũng phải tầm khoảng 19 đến 20 triệu. Và một số mẫu máy nó còn lên đến khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Hôm nay thì tớ mang đến một chiếc máy đến từ Asus của Đài Loan. Chiếc máy này thì đúng ra đến tầm bây giờ thì nó gọi là hàng kiểu dạng như đã kiểu trải nghiệm rồi. Hoặc nếu có còn trên thị trường thì giá nó dao động khoảng 12 triệu máy mới. Và chiếc máy của mình đây thuộc dạng là đã dùng rồi và mình bán cho các bạn thì nó sẽ ở giá khoảng 10 triệu. Đây là một chiếc máy có cấu hình tốt nhất, đẹp nhất và thiết kế mới nhất, viền màn hình mỏng chỉ có giá 10 triệu đồng. Và bây giờ mình sẽ mở hộp và giới thiệu tính năng đến cho mọi người. Các bạn ơi, lưu ý đến dòng sản phẩm mới thì nó là nguyên hộp, còn dòng sản phẩm này thực tế thì mình lấy của bên FPT Trading, có nghĩa là người ta đã trải nghiệm rồi và mình mượn về review. Còn khi review xong thì có thể bán chiếc máy này luôn cho anh em với giá 10 triệu đồng. Chú ý là mua cũ thì nó chỉ tầm khoảng 10 đến khoảng hơn 10 triệu một chút, còn mới trên thị trường nó đang có giá dao động từ khoảng 13 triệu các bạn nhé, chú ý như vậy. Hộp của nó đây. Sản phẩm này tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ được bảo hành là 2 năm. Các bạn thấy nó là chữ VivoBook và phiên bản của mình đó là X510. Quên mất chưa giới thiệu các bạn, đây này. X510U. Và chiếc máy của mình thì trang bị CPU đời 8. Đây, cho các bạn. Rất ngon lành luôn, mà trọng lượng máy nó chỉ 1 cân 8 thôi các bạn ơi. Và sạc của nó thì hình vuông như này. Đây là một loại sạc trên cái dòng cao cấp của Asus và chân nó là chân kim, rất là nhỏ. Các bạn ơi, phiên bản mình có đây thì nó còn gọi là màu gold. Nếu mà chúng ta nhìn vào đây thì nó sẽ có một cái vòng tròn đồng tâm. Đây là một cái thiết kế rất nổi tiếng các phiên bản Asus. Và chiếc máy của mình thì nó làm hoàn toàn bằng nhựa. Chú ý các bạn thì dòng này thì có cả dòng vỏ nhôm, nó còn gọi là dòng S15. Còn đây là dòng X các bạn nhá, X thì nó là vỏ nhựa. Phiên bản này được ra mắt lần đầu tiên là 2017 và đến bây giờ bán rất là rộng rãi. Trọng lượng của máy đó là 1,5 kg. Đây, các bạn thấy là chữ Asus được đính ở giữa như này. Bên tay trái của mình thì Asus bố trí hai cổng USB và đây là một đầu độc thẻ. Các bạn có thể nhìn thấy tín hiệu, ví dụ như là máy đang chạy này, tín hiệu pin này. Đằng trước thì nó sẽ thiết kế có một cái G này để chúng ta mở máy nó dễ dàng hơn. Và bên tay trái của mình thì mình quay sang, nhưng bên này nó là bên tay phải thì có phone mic được tích hợp cổng 3,5. Ở đây thì có USB Type-C. Đây là một cái cổng đời mới mà hầu hết những chiếc máy đời mới cao cấp thì mới được trang bị cái cổng USB Type-C như này. Và đây có cổng HDMI, USB và đây cắm sạc của đây các bạn nhé. Bên dưới máy thì nó là một gồm một cái mặt phẳng như này. Và các bạn có thể thấy là phiên bản của mình được trang bị bản Windows bản quyền. Và tất cả thông số của máy nó ở đây. Việc tháo chiếc máy này ra cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tháo hết những cái ốc này. Chúng ta lật mặt này lên thì có thể nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong. Thứ ba là chiếc máy có khả năng nâng cấp RAM và ổ cứng SD. Chú ý bên trong máy có khe cắm ổ cứng SD M2 để chúng ta nâng cấp được chiếc máy này. Và M2 trong máy đọc được tốc độ đó là LVMe, có nghĩa là cái tốc độ ổ cứng cao hiện nay chúng ta có thể cắm ở đây. Và bên trong sẽ còn ổ cứng 2,5 inch để chúng ta lưu trữ dữ liệu các bạn nhé. RAM có thể nâng cấp tối đa đó là 32GB RAM cho chiếc máy này. Và đây thì chúng ta sẽ có hai cái hốc loa và những bốn cái phím cao su này để chúng ta để trên mặt phẳng nó không bị cập kênh. Vâng, thưa các bạn, đó là ấn tượng với mình, đó là một chiếc máy giá rẻ nhưng lại được thiết kế hiện đại, đó là với một cái viền màn hình mỏng. Như này thì chưa được gọi là màn hình tràn viền, nhưng mà với một chiếc máy chỉ có 10 triệu thì chúng ta sẽ không trông chờ điều gì lớn hơn. Ở đây máy sẽ được bố trí một cái camera, ở đây là hỗ trợ trong việc chúng ta gọi điện Facebook cũng như là các phần mềm có camera ở đây. Chúng ta có thể nói chuyện, mic bắt trực tiếp ở trên này luôn. Các bạn có thể thấy là bàn phím của Asus thì đều dạng check LED nổi như này. Nhưng mà rất tiếc là phiên bản của mình nó là phiên bản giá rẻ đấy, chưa được trang bị LED phím. Đây có lẽ là cái điểm yếu của máy đấy các bạn ơi. Cảm giác gõ thì cũng thấy cũng khá ổn, nhưng mà có vẻ gõ thì nó hơi bập bùng một chút này, các bạn thấy này, hơi bập bùng bàn phím này. Được cái là thiết kế rất đẹp và máy sử dụng loa của nó đó là Solix Master. Đây là một cái loa hàng hiệu trên các dòng Asus được tích hợp cũng khá là ổn. Mọi thông số của máy thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Pin của máy có thể sử dụng được 8 tiếng này, các bạn nhìn thấy này. Và đây là công nghệ LALO RGE Display của Asus, có nghĩa là chỉ cái viền màn hình mỏng.
Và với công nghệ Wi-Fi đó là 802.11ac, đây là một công nghệ bắt Wi-Fi mới nhất của Asus và rất là nhanh. À, xin lỗi các bạn, hầu hết các máy bây giờ đều sử dụng công nghệ Wi-Fi AC và đây là thường là sử dụng của Intel. Và đây chuẩn chúng ta đang có đó là i5, cấu hình của máy đó là 8250U, RAM 4GB và ổ 1T kèm theo máy. Chú ý với các bạn là nếu muốn cái máy nhanh thì chúng ta sẽ cắm luôn một cái máy ổ cứng SD chuẩn M2 Santa nếu mà các bạn không có tiền. Giá trên thị trường cái này nó khoảng 600 ngàn với dung lượng 120GB và là ổ mới. Còn nếu mà cắm cái ổ LVMe tốc độ cao để sử dụng cho các bạn dùng là lập trình cũng như các phần mềm mà chạy yêu cầu mà loát nhanh thì chúng ta lên cắm LVMe cho nó nhanh hơn. Ngoài ra nếu mà RAM trong máy 4GB đến bây giờ thì mình nói thẳng với các bạn là hơi ít, bởi vì 4GB chúng ta chỉ cần khởi động Windows 10 thôi nó đã gần hết rồi. Khuyến cáo các bạn dùng chiếc máy này nâng cho tôi lên RAM 8GB thì chúng ta có thể sử dụng văn phòng các thứ ngon lành. Ở đây thì máy được trang bị card đồ họa on, chính vì thế mình test full max, cái mức FPS chúng ta nhận được nó chỉ là 11. Còn nếu mà ở chế độ 2D thì chiếc máy hoạt động hoàn toàn ngon lành. Nhiệt độ của CPU bởi vì nó không có cặp màn hình rời, chính vì thế nên cả cái U graphics của nó sẽ chạy trên CPU. Và đây chúng ta có nhiệt độ nó khoảng 74 độ C. Một cái nhiệt độ là chấp nhận cho một chiếc máy chip U. Ok các bạn nhé. Đây khi mình bắt đầu chạy vào thì quạt bên trong máy nó chỉ có một quạt và chúng ta sờ ở đây thì hơi nóng một chút. Các bạn chú ý đến phiên bản của mình là nâng cấp RAM tối đa là 16GB và ổ cứng SD chuẩn LVMe và có ổ cứng 2,5 inch. Vị trí chiếc máy này chỉ có khả năng nâng cấp được duy nhất đó là RAM và ổ cứng, ngoài ra không nâng cấp được bất kỳ cái gì cả các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, là với một chiếc máy chip U và không được trang bị card đồ họa rời, chúng ta sẽ không hy vọng quá nhiều. Nhưng được cái là dòng chip U đời 8 bây giờ, như con máy đang sử dụng đó là Coffee Lake R, các bạn chú ý còn bây giờ dòng mới với dòng U đó còn gọi là Whiskey Lake, đó là dòng 8265 thường sử dụng trên những chiếc máy mà sản xuất 2019. Với một con chip U và không có card đồ họa rời như này, nó chỉ có thể xử lý các phần mềm đồ họa cơ bản Photoshop, AutoCAD và sử dụng ở mức 2D thôi các bạn nhé. Có thể dùng để render những cái video ở dạng vừa phải thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng tốt. Mức FPS chúng ta nhận được của con UHD Graphics. UHD các bạn có hiểu là như nào không ạ? Đối với dòng UHD có nghĩa là nó sẽ hỗ trợ tối đa ở các độ phân giải video siêu LED bây giờ đó là 4K. Thì nó có cái UHD Graphics là nó sẽ hỗ trợ chúng ta chạy nó sẽ không bị lag, không bị giật, không bị đứng hình. Đây các bạn có thấy là với một con U đời 8 thì việc chúng ta render một bức ảnh 3D thì nó cũng không phải là khó cho lắm, nó vẫn có thể chạy được. Đây các bạn thấy này. Nhưng mà các bạn chú ý đây, dòng này mua về chỉ có thể làm văn phòng và đồ họa như vừa nãy mình nói thôi. Chứ còn việc các bạn chơi game chuyên nghiệp cũng như đồ họa chuyên nghiệp thì chiếc máy nó không đáp ứng đủ cấu hình. Thì mình khuyên các bạn là nếu mà làm những công việc đó thì không nên mua máy này các bạn nhé. Đấy, khi mình chạy mức hiệu năng cao thì quạt bắt đầu có tiếng gió rít 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 rít. Ây da, điểm số cũng gớm phết, 624 CB. Thưa các bạn là 624, nếu mà so với con i7-8750H thì sức mạnh của nó chỉ thua khoảng 30% hiệu năng, cũng không phải là quá kém cho con chip U như này. Vâng thưa các bạn, chiếc màn hình của chúng ta có chỉ là màn hình HD với độ phân giải là 1366x768. Có lẽ đây là một cái độ phân giải vừa đủ, chỉ chúng ta dùng các công việc cơ bản, bởi vì độ phân giải này bây giờ là lỗi thời rồi. Nói thực sự với những năm 2019 thì chúng ta nên ít nhất phải chọn màn hình Full HD. Nhưng mà tiền ít thôi các bạn ạ, chúng ta sẽ lựa chọn ở mức vừa đủ. Các bạn thấy là mặc dù là màn HD nhưng việc hiển thị sắc màu của nó thì vẫn có thể là chấp nhận được. Màu sắc cũng khá là đẹp, nó thể hiện ở đây. Nhưng rất tiếc thì màn hình của mình nó chỉ là màn hình TL, nó chưa được IPS nên có thể là góc nhìn của nó sẽ hơi hẹp một chút. Đây các bạn thấy này. Khi mình xoay vào thì có vẻ nhìn nó không được sáng cho lắm. Độ sáng của màn hình này thì nó cũng chỉ đạt được vừa phải thôi. Đây, mình sẽ bật hết loa lên. Loa của máy hơi kém nhé các bạn nhé, nghe bé quá. Đây các bạn thấy này, vừa đủ nghe thôi chứ nghe không hay. Đây là chúng ta sẽ test nốt âm thanh của máy, đó là Dubai Almost. V
Với một cái viền màn hình tràn có thể là đánh lừa mắt của chúng ta, nhìn cái màn hình có thể là góc nhìn rất rộng, nhưng đây chỉ là tấm màn hình Taylor, nhưng là cũng là một cái cải tiến cái màn hình nó rộng hơn, khi gập vào thì cái máy nó chỉ như 14 inch thôi. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test thử cái tựa game mà chơi nhiều nhất Việt Nam mà không yêu cầu máy cấu hình quá cao. Một chiếc laptop chúng ta chơi hoàn toàn thoải mái. Đây là tựa game Liên Minh Huyền Thoại, thì các bạn có thể thấy là chơi rất nhiều. Bản thân tuổi thơ của mình cũng hay chơi cái này. Ngày xưa thì mình hay chơi game MU và Võ Lâm Truyền Kỳ. Bây giờ thì thấy anh em chơi nhiều cái này, mình test thử. Các bạn chú ý thì game này có thể chơi được cả bản giả lập, đó là PUBG Mobile các bạn nhé. Đây, nhiệt độ chúng ta có ở mức khoảng 74 độ ổn định và mức FPS chúng ta nhận được là 70. Và đây là mình đang thiết lập mức cao nhất cho game này để cả độ bóng các thứ. Các bạn thấy là hình ảnh ở trên chúng ta chơi rất mượt mà. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm chiếc Asus X510 thì tớ sẽ đánh giá như này. Đầu tiên đó là đánh giá một cái thiết kế của nó thì chắc có lẽ mọi người không cần phải nói quá nhiều. Đó là một cái thiết kế mới và hiện đại. Nếu ở trong cái phân khúc hơn 10 triệu thì có lẽ đây là một chiếc máy mà có thiết kế hiện đại và đẹp nhất. Với một cái màu sắc của nó thì rất là ok đúng không ạ, màu vàng. Và chúng ta sẽ có một cái viền màn hình khá mỏng với một con cấu hình cũng đời khá cao. Và điểm mạnh của chiếc máy này là có khả năng nâng cấp RAM và ổ cứng SSD, lại chạy được cái chuẩn đó là NVMe tốc độ cao. Thì đây là những cái điểm được của máy. Còn điểm không được mình không thích đó là cái bàn phím của nó. Với cái thời đại bây giờ, Asus lại tiếc tiền, lại tiếc cái option đó là một cái LED phím. Đây có lẽ là một cái thiếu sót cho cái dòng máy đời mới. Phải nhắc các bạn trước khi các bạn mua dòng sản phẩm này. Và cái thứ hai nữa là mặc dù viền màn hình mỏng nhưng lại màn hình chỉ được trang bị HD với độ phân giải. Nói chung là hơi chán một chút, đó là 1366x768 chỉ vừa đủ dùng cho chúng ta. Nói chung 10 triệu là chắc có lẽ là không yêu cầu quá nhiều. Nếu mà so với chiếc máy mà đời kiểu dạng thiết kế từ 2013-2014 trong cái tầm tiền các bạn mua thì nó là rất dày và rất là thô kệch đúng không ạ? Nhưng chiếc máy này thì nó lại khác hoàn toàn, đó là kiểu dáng doanh nhân. Và có điểm yếu nữa đó là cái loa hơi nhỏ. Các bạn có thể thấy là mình mở và âm thanh nghe nói chung là không sướng cho lắm. Nếu mà các bạn muốn dùng máy này mà với Solid Master thì có lẽ là lên cắm thêm một cái loa 3.5 mà cắm ra cái loa bên ngoài nghe cho nó sướng. Điểm mạnh nữa của máy đó là việc được trang bị một cái pin có thể dùng một ngày mà không cần phải sạc. Có lẽ là trong một trong những cái phân khúc máy mà có thời lượng pin tốt nhất trong cái phân khúc 10 triệu. Đấy, có lẽ nếu mà các bạn chỉ sử dụng các công việc văn phòng, di chuyển, đi lại nhiều mà thích một thiết kế của một chiếc máy doanh nhân thì X510 là một sự lựa chọn tốt cho các bạn. Các bạn chú ý thì mình điểm yếu điểm mạnh mình vừa nói rồi. Trước khi bạn đưa ra quyết định mua chiếc máy này thì lên suy nghĩ xem nó có phù hợp với các bạn hay không. Và bây giờ chương trình giới thiệu về chiếc Asus X510 giá rẻ có thiết kế đẹp nhất của Asus hiện nay của mình xin đây là khép lại. Có những sản phẩm gì mới thì tớ lại mang đây giới thiệu và đánh giá cho các bạn như này để các bạn biết là chiếc máy nó có phù hợp với các bạn hay không. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.